Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn món gà da nghệ nhé. Như các bạn nhìn thấy thành phẩm ở đây, gà da nghệ rất là vàng, thơm và đặc biệt là món ăn này rất là đậm đà. Có rất nhiều món ngon từ thịt gà như là gà luộc, gà rang muối, gà rán và trong đó có món gà da nghệ rất là thân thuộc phải không ạ? Và đặc biệt với món này thì cách làm rất là đơn giản và chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Những cái nguyên liệu mà ở đây các bạn cần chuẩn bị cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là thịt gà. Thịt gà thì các bạn ở đây có khoảng 1 kg. Thì các bạn chọn cho mình, sau khi thịt gà đã rửa sạch, sơ chế xong thì các bạn sẽ cắt miếng vừa ăn như thế này. Các bạn sẽ cắt thành miếng vừa ăn. Tiếp theo là những cái nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị nhé. Nguyên liệu để nấu món gà da nghệ này thì gồm có sả, ớt và nghệ. Đây các bạn nhìn thấy nghệ ở đây là nghệ vàng nhé. Chúng ta chỉ cần dùng nghệ tươi này thôi và nếu bạn nào thích thì chúng ta có thể dùng thêm bột nghệ. Ở đây thì sả thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Sả thì chúng ta có sả thái lát và sả băm nhỏ như thế này. Để lát nữa chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. Tiếp đến đối với phần nghệ, để cho các bạn ngại nhất của món gà da nghệ này là khi các bạn làm thì tay sẽ bị dây nghệ ra đúng không, hoặc là dây ra đồ như là thớt hoặc là các dụng cụ khác, thì các bạn có thể dùng túi ni lông hay là còn các bạn quấn vào và các bạn sẽ đập, thì như vậy nó sẽ đỡ bị cái màu nghệ ra tay. Và bây giờ để làm món gà da nghệ này thì đầu tiên là các bạn nên ướp gà nhé. Gà sau khi đã rửa sạch này, chặt miếng này, thì các bạn sẽ ướp gia vị. Ở đây là mình dùng với nguyên liệu là khoảng 1 kg gà nhé. Thì các bạn sẽ ướp những cái nguyên liệu và cái định lượng như sau. Đây là mình ướp theo khẩu vị gia đình, còn ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh nhé. Theo đây là đầu tiên là các bạn dùng cái sả các bạn băm nhỏ này để chúng ta ướp khoảng 1 củ. Tiếp theo là nghệ vàng, nghệ tươi sau khi các bạn đã rửa sạch và chúng ta đập dập. Tiếp đến là bột canh, thì các bạn dùng cho mình khoảng 2 thìa sữa chua nhé. Bột canh hay là muối đấy, hoặc là các bạn có thể dùng hạt nêm. Và khoảng nửa thìa mì chính. Nếu như bạn không dùng mì chính thì hoặc là bột canh thì các bạn có thể thay thế mì chính và bột canh bằng hạt nêm. Hoặc là gia vị mà các bạn hay dùng của gia đình nhé. Tiếp theo là các bạn chuẩn bị cho mình thêm khoảng nửa thìa nước mắm. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều và chúng ta ướp. Nếu như bạn nào thích thì chúng ta có thể ướp thêm một chút dầu ăn vào đây nữa. Hoặc là các bạn có thể cho thêm một chút hạt tiêu. Tuy nhiên thì ở đây nhà mình có con nhỏ nên là mình không cho hạt tiêu nhé. Bởi vì sợ khi ăn bé bị cay hoặc là hơi bị hăng. Các bạn trộn đều và ướp trong khoảng 10 đến 15 phút. Đấy là các bạn cần nấu ngay, còn không thì các bạn có thể ướp lâu hơn một chút. Nếu bạn nào thích thì chúng ta có thể cho thêm bột nghệ vào đây nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho chảo lên bếp và chúng ta để cho ráo nước và để phi dầu ăn hoặc là mỡ nhé. Thì các bạn có thể dùng khoảng 1 thìa ăn phở, dầu ăn. Các bạn tráng đều lòng chảo.
đậu cho mỡ già. Đây các bạn có thể dùng đũa thì các bạn thử nhá. Thì các bạn sẽ cho sả đã thái lát vào, chúng ta phi thơm. Đây là tùy khẩu vị của gia đình nhé. Các bạn cũng có thể, có bạn thích hương vị của hành khô và hoặc là tỏi thì các bạn có thể thay. Sau đó thì các bạn đã cho thịt gà đã ướp vào và chúng ta sẽ xào cho săn lại. Các bạn cứ rang để cho thịt gà là săn lại nha. Đấy, trong quá trình đảo thì các bạn cũng có thể đậy vung vào một chút để các bạn. Sau khi đã thịt gà đã săn lại thì các bạn sẽ cho thêm khoảng 1 đến 1,5 bát con nước nhé. Hoặc là các bạn cho xâm xấp mặt thịt gà. Sau đó chúng ta sẽ rim trong khoảng 10 đến 15 phút. Ở đây thì gà mình rang nó chưa được săn lắm này. Khi sôi thì các bạn sẽ chúng ta sẽ đậy vung và chúng ta sẽ rim để cho cái nước gà nó sẽ sánh lại. Và gà làm cho gà ngấm gia vị và màu rất là đẹp đúng không? Các bạn nhìn thấy màu vàng. Đấy, các bạn có thể đậy vung và chúng ta hạ nhỏ lửa nhé. Các bạn rim cho khoảng thời gian 10 đến 15 phút. Hoặc là các bạn rim đến khi mà cái mức nước nó sền sệt theo các bạn thích. Đấy, khi mà thịt gà đã sánh lại thì chúng ta có thể nêm nếm gia vị. Các bạn có thể thêm một chút nước mắm để cho thơm. Hoặc là nếu như vừa rồi thì các bạn chỉ cần đun và chúng ta sẽ bắc ra là được. Và như vậy đây là thành phẩm của món gà rang nghệ mà mình vừa trình bày với các bạn. Và ở đây nếu như bạn nào thích ăn cay một chút thì các bạn có thể cho thêm vài lát ớt nhé. Nhưng cũng như mình đã giới thiệu thì nhà mình có con nhỏ nên là mình chỉ để ớt ở đây cho tượng trưng thôi, còn mình không để vì nó sợ cay các bé không ăn được. Đấy, với thành phẩm gà rang nghệ thì miếng thịt gà rất là ngấm, mềm, thơm và có màu vàng đặc trưng của món gà rang nghệ rất là ngon ạ. Và đây là một món khá là dân dã phổ biến và thường là rất là thông dụng với mọi gia đình đúng không ạ? Mình hy vọng rằng cái chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chúc các bạn ngon miệng nha.